Xin chào mọi người, trong video lần này thì mình sẽ nói về cách mô tả cơn đau với lại những cái câu hỏi liên quan đến cơn đau. Chắc là mình sẽ nói trước về những cái câu hỏi liên quan tới cơn đau, tại vì cũng không có nhiều câu hỏi lắm. Thường thì giống như khi mà y tá hoặc là bác sĩ đến phòng thăm bệnh nhân hay là bệnh nhân đến phòng khám, thì một trong những cái câu nói cửa miệng sẽ là "Are you having any pain today?" Và mình thì hay thường dịch đó là bác, cô hay chú ngày hôm nay có bị đau ở đâu hay không. Khi mà bệnh nhân nghe câu hỏi đó thì bệnh nhân sẽ bắt đầu miêu tả vị trí của những chỗ mà mình bị đau nếu như có. Thì những cái vị trí mà phổ biến á, ví dụ như mình có là wrist, cổ tay, hand, bàn tay, fingers, ngón tay. Thì fingers thì mình sẽ hỏi cụ thể là ví dụ như là which fingers, thumb, ngón cái, index, ngón trỏ, middle fingers, ngón giữa, ring fingers, ngón đeo nhẫn, hay là pinky, ngón út. Và nếu như mà nói về tay thì mình thường cũng sẽ hỏi rõ là bị đau tay bên nào, tay bên phải hay tay bên trái. Rồi ví dụ đau vai thì cũng sẽ hỏi là vai bên phải hay vai bên trái để cho nó cụ thể. Và nhức đầu hoặc là bị đau lưng, thì nếu mà đau lưng bác sĩ có thể hỏi là upper back, cái lưng ở phía trên, hay là lower back, lưng ở phía dưới, or right in the middle, hay là ở ngay giữa. Rồi đau hông, hip, hoặc là legs, ở chân. Ở chân thì có khi là sẽ là knees, đau ở đầu gối, hoặc là đau ở cái phần mà bắp vế thì sẽ là calf. Và hai bàn chân thì quen hả, two feet. Và nếu như những cái gì có hai cái thì thường mình sẽ hỏi rõ là ở phía bên nào, trái phải hay là cả hai. Thì thỉnh thoảng nếu mà dịch về những cái vị trí mà phổ biến, ví dụ như là vai đầu, thì những cái từ đó thì chắc chắn không thể nào quên rồi. Nhưng mà nếu mà có một số những cái vị trí mà từ vựng nó phức tạp hơn, hay là những cái vị trí đó nó không phổ biến lắm, mặc dù nhiều khi mình biết từ nhưng mà tự dưng lúc đó mình không nghĩ ra được là cái chữ đó là chữ gì, thì mình sẽ dùng một cái chiêu là mình nói với bệnh nhân là bác hay cô hay chú làm ơn chỉ giùm con vô cái chỗ mà mình bị đau, rồi con sẽ nói với bác sĩ là mình bị đau ở đó. Thì tại vì do cái đặc thù công việc là qua điện thoại cho nên nhiều khi là mình không có trực tiếp ở đó để mà mình nhìn thấy bệnh nhân, cho nên là nó cũng có một phần rào cản, một cái chút khó khăn. Thì tất nhiên cái chiêu ăn gian đó là chỉ áp dụng hiếm khi nào mà mình tự dưng mình không nhớ ra được cái chữ đó thôi, chứ lúc nào mà cũng xài thì cũng không có hay lắm. Suýt nữa mình quên là có một cái cụm từ mình cũng muốn chia sẻ khi mà mô tả về cái vị trí cơn đau á, là một số những cái người bệnh nhân lớn tuổi á, khi mà họ nói là họ bị đau ở cái khu vực mà bao tử, và nó xích lên trên của cái bụng một xíu mà nó ở ngay giữa, thì họ hay dùng cái từ là chấn thủy. Thì mình coi ở trên đây mình thấy là chấn thủy là còn dùng để chỉ là thượng vị, vùng thượng vị, tức là vùng ngay sát dưới mỏm xương ức và lại ngay trên rốn. Thì cái từ chấn thủy là từ của dân gian, thì cái cụm đó nếu mà dịch qua bên tiếng Anh thì sẽ là pit of the stomach. Sau khi mà bệnh nhân đã chỉ cái nơi mà mình bị đau ở trên người, thì y tá hoặc là bác sĩ sẽ bắt đầu hỏi ví dụ như là how long has the pain been going on, or when did it start, mình đã bị đau như vậy trong bao lâu rồi, hay là cái cơn đau này bắt đầu từ khi nào. Thì cái phần mà bệnh nhân trả lời thì mình sẽ không có nói qua ở đây, tại vì cái thời gian thì cũng dễ giải thích, đúng không? Ví dụ một tuần trước, hay là cơn đau này đã kéo dài 2 tuần rồi, the pain has been going on for 2 weeks now. Sau khi hỏi xong về cái thời gian của cái cơn đau, bệnh nhân bị đau như vậy trong bao lâu, thì bắt đầu y tá bác sĩ sẽ hỏi về cái đặc tính hoặc là cái cảm giác khi mà bệnh nhân bị đau đó nó như thế nào. Thì đầu tiên là thường mình thấy là họ hay hỏi là is it constant or does it come and go. Thì cái cơn đau này là mình bị đau liên tục hay là cứ đau rồi hết, đau rồi hết. Ngoài cái cách hỏi là is it constant or does it come and go, thì cũng có thể hỏi theo kiểu là is it always there,
Or is it intermittent? Là lúc nào cái cơn đau đó mình cũng bị như vậy, hay là nó gián đoạn, nó theo từng cơn? Cái phần cuối này á của cái video là cái phần mà mình muốn nhấn mạnh là về cái việc tả cơn đau. Thì đầu tiên á, thường khi mà tổng quan á, là y tá bác sĩ sẽ hay hỏi là on a scale from 0 to 10 or from 1 to 10. So if from 0 that would be no pain and from 10 is the worst pain ever, or from 1 that would be really mild pain, and for 10 that's like the most serious pain that you have to go to the ER. So how much is your pain, or how many score is your pain? Trên cái thang điểm từ 0 tới 10 hay là từ 1 tới 10 thì cái cơn đau của quý vị á, của bệnh nhân á, là bao nhiêu điểm? Thì mình sẽ tùy thuộc vô cái thang điểm mà y tá hay là bác sĩ đưa cho mình để mình dịch. Ví dụ như có người từ 0 tới 10 thì 0 sẽ là không có bị đau, còn 10 sẽ là cái cơn đau kinh khủng nhất. Còn nếu mà từ 1 tới 10 á, thì 1 sẽ là một cái cơn đau gì đó rất là nhẹ, và 10 là cái cơn đau khủng khiếp mà mình phải đi tới phòng cấp cứu. Thì mình hay dịch nhầm là mình nói lại cái câu hỏi này là trên thang điểm từ 0 cho tới 10, 0 là mình không bị đau và 10 là một cái cơn đau rất là khủng khiếp, thì cơn đau của bác hay của cô hay của chú là bao nhiêu điểm? Sau khi bệnh nhân đã chấm điểm cho cái cơn đau của mình xong, nếu như mà y tá bác sĩ họ muốn hỏi thêm những cái thông tin chi tiết nữa thì họ sẽ bắt đầu nói bệnh nhân là mô tả cái cảm giác khi mà bệnh nhân bị đau thì nó như thế nào. Thì cái phần này là cái phần rất là khó chịu, tại vì các bạn biết là tiếng Việt mình thì rất là phong phú, mà đặc biệt nhiều khi những cái bệnh nhân mà lớn tuổi họ dùng những cái từ dân gian hoặc là những cái từ mà địa phương thì có khi mình sẽ không hiểu. Thì ở đây mình tổng hợp một số những cái từ phổ biến, và nếu trong trường hợp mình gặp những cái từ địa phương mà bệnh nhân sử dụng thì mình có thể hỏi lại bệnh nhân để bệnh nhân xác nhận coi là cái chữ đó nó có gần với những cái từ phổ biến mà mình hay dùng hay không, để mình tả cho bác sĩ cho đúng. Thì thường bắt đầu cơn đau á, nếu mà nói về cái dạng cơn đau nhẹ thì mình sẽ có cơn đau kiểu như là âm ỉ hay là rêm rêm. Thì mình thấy rêm rêm á, nó là cũng là một dạng từ địa phương mà nó cũng gần nghĩa với âm ỉ. Thì nếu là âm ỉ hoặc là rêm rêm á, thì mình sẽ có chữ là trâu pain. Ngoài đau rêm rêm hay là đau âm ỉ á, thì còn có đau mà người ta hay kêu là đau nhức mình mẩy, nhức nhối. Thì mình có thể dùng chữ sore hoặc là achy. Achy là chữ này là mình nhớ tới bài hát của Billy Ray Cyrus, ba của Miley Cyrus, vì My Achy Breaky Heart. Tiếp theo là mình sẽ có cái cơn đau mức độ mà từ trung bình khá với lại dữ dội hơn, là đau lói, đau nhói, đau giống như là bị dao đâm á, thì mình sẽ có những chữ như là sharp, shooting, stabbing. Stab là giống như cái bạn đâm ai đó, thì mình có tính từ là stabbing, là cơn đau nhói. Ngoài những chữ đó ra thì mình còn một chữ khác nữa là throbbing. Thì mình thấy trong từ điển tiếng Việt dịch throbbing cũng là đau nhói luôn, nhưng mà mình xem nghĩa thì thấy trong cái throbbing nó còn có cái chút là achy, tức là vừa đau mà vừa nhức nữa, thì cái cấp độ của nó có thể là mạnh hơn một xíu so với sharp shooting hay là stabbing pain. Mình cũng có nghĩ đến một cái chữ trong tiếng Việt mình dùng để mô tả cơn đau nữa, là khi mà nói về nhức đầu á, thì người ta hay cũng có thể nói là nhức đầu bưng bưng. Thì mình thấy bưng bưng giống như là cái cảm giác kiểu như là có ai đó dùng một cái búa hay là một cái cây đinh gì đó mà cứ đập vô trong đầu của mình. Thì mình cũng cố gắng mình tìm một cái tính từ trong tiếng Anh để mà mô tả cái cảm giác bưng bưng đó, nhưng mà có thể là khó, cho nên nếu như mà mình gặp trường hợp mà ai đó miêu tả cái cơn đau đầu của mình là bưng bưng, thì mình có thể nói với bác sĩ là it feels like someone is hammering, or someone is like
you know, hammering a nail onto her head. Thì cảm giác giống như là có ai đó đang đóng đinh lên trên đầu của cổ vậy, hay của chú đó vậy. Với hôm trước có một cái bạn đồng nghiệp với mình lên trên nhóm, lên trên diễn đàn của công ty hỏi làm dịch mỏi tay mỏi chân dịch làm sao. Nghe thì rất là đơn giản, cái từ đó người ta nói rất là nhiều, hôm nay tôi mỏi tay quá, hôm nay tôi mỏi chân quá, tôi mệt. Nhưng mà khi mình suy nghĩ ra tiếng Anh đó, thì mình dịch là tired legs, tired arms, nghe nó không có được giống người nước ngoài lắm. Thì mình cũng có lên mình tìm hiểu coi là mình có thể sử dụng tính từ gì cho cái trường hợp là mỏi tay mỏi chân. Thì mình có tìm ra là có thấy họ có dùng cụm từ tired legs hoặc là tired arms, mặc dù cái tần suất mà sử dụng tired đi với legs hoặc là arm đó, nó không có nhiều. Mình có check ở trong Engram á, là cái tần suất mà cái hai cái chữ đó đi chung với nhau trong sách vở thì chỉ có 0.000 mấy phần trăm thôi, không có nhiều. Thì nếu như cái cụm từ đó được bệnh nhân sử dụng á, thì mình cũng có thể dùng là weary arms, weary legs. Với thêm một tính từ cuối cùng nữa để mà diễn tả cơn đau, đó là chữ tender. Tender nếu mà nghĩa bình thường á, thì sẽ là cái gì đó dịu nhẹ, mềm mại. Nhưng mà nếu mà tender mà dùng để miêu tả cơn đau á, thì tức là cái vùng đó nó nhạy cảm, nó hơi căng căng và khi mình chạm vô thì nó đau. Thì tender có thể dùng để miêu tả cho vùng ngực của phụ nữ, hoặc là những cái chỗ mà giống như vết thương á, khi mà nó lên gần như nó lên da non á, thì mình chạm vô nó cũng đau. Nó sensitive to the touch hoặc là tender to the touch, tức là khi chạm vô nhạy cảm, khi chạm vô thấy nó căng căng đau đau. Thì cái này cũng là kết thúc của video lần này của mình. Thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, và nếu như các bạn thích nội dung thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin cảm ơn.